Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Cuộc sống hôn nhân của ca nương Tiểu Anh khá viên mãn khi được chồng chiều chuộng, mẹ chồng yêu thương và còn sở hữu khối tài sản kếch xù. Tiểu Anh vốn được biết đến như một trong những ca nương nổi tiếng của bộ môn nghệ thuật dân gian ca trù. Cô nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi Việt Nam Sở Gót Tá lần 2013. Sau đó, Tiểu Anh tiếp tục thử sức ở cuộc thi The Voice 2015 và cũng đi sâu vào các vòng trong. Tiểu Anh từng gây ấn tượng tại cuộc thi Việt Nam Sở Gót Tá lần 2013. Sau cuộc thi, Tiểu Anh kết hôn với Văn Quỳnh, cháu ngoại của giáo sư Văn Như Cương. Đám cưới sang trọng và lãng mạn tại một resort 5 sao của Tiểu Anh từng là đề tài được nhiều người bàn tán trong suốt một thời gian dài. Tiểu Anh trong ngày cưới. Tiểu Anh từng tâm sự rằng, cô cảm thấy tự hào vì được làm dâu trong một gia đình có điều kiện kinh tế, được nhiều người nể trọng về tri thức lẫn cách sống. Trong khi ông xã Văn Quỳnh lại kể khổ anh yêu Tiểu Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, tuy nhiên phải mất một thời gian dài theo đuổi anh mới có được trái tim người đẹp. Hiện tại hai vợ chồng cô đang sống trong một căn hộ rộng khoảng 300m² nằm ở quận trung tâm của Hà Nội. Được biết, sau khi mẹ chồng chuyển đi, cả hai vợ chồng đã thiết kế lại toàn bộ không gian sống theo đúng ý thích, trẻ trung và hiện đại hơn. Mỗi căn phòng đều đầy đủ tiện nghi, thiết kế độc đáo, đẹp mắt và sang trọng. Sau khi mẹ chồng chuyển ra ở riêng, vợ chồng Tiểu Anh đã cải tạo căn hộ rộng 300m² thành không gian sống theo đúng phong cách của mình. Mặc dù nằm trong tâm thành phố nhưng căn nhà của Tiểu Anh rất rộng. Căn phòng nào cũng được bài trí rất ấn tượng. Phòng ăn gam màu nâu vàng ấm cúng, phòng ngủ trang sáng tinh khôi. Cuối năm 2018, cô chia sẻ tấm hình chụp trước căn hộ sang trọng và út mở đã mua chiếc xe hơi mới. Muốn chụp kiểu ảnh riêng tư đầu tiên với em xế mới thì đằng xa vớ ngay bà hộ pháp và anh cu tí nhà tôi, cô biết. Trước đó, nữ ca sĩ nhiều lần đi sự kiện với xe sang. Siêu xe và căn biệt thự được Tiểu Anh khoe khéo khiến nhiều người bất ngờ. Không chỉ sở hữu nhà rộng, xế xịn, Tiểu Anh còn là tín đồ thời trang của hàng loạt thương hiệu lớn trên thế giới với những món đồ xa xỉ, đắt đỏ. Cô đặc biệt thích sưu tầm túi xách và giày hiệu, gia tài thời trang của cô khiến rất nhiều cô gái ao ước, thèm muốn. Cô sở hữu nhiều đôi giày đắt đỏ. Tiểu Anh sở hữu một bộ sưu tập túi xách đắt đỏ từ các thương hiệu lớn như Gucci, Chanel. Cô tậu đa dạng các loại túi từ kích thước, màu sắc để phù hợp với trang phục cũng như mục đích sử dụng. Tiểu Anh đặc biệt yêu thích những chiếc túi xách dạng to. Nhưng cô vẫn có đủ những kiểu túi khác cho phù hợp với thời trang và mục đích. Không chỉ thế, Tiểu Anh còn được chồng yêu chiều hết mực. Từ khi còn yêu nhau đến tận bây giờ, chồng Tiểu Anh nhiều lần khiến vợ bất ngờ còn người hâm mộ càng thêm suýt xoa về chồng nhà người ta. Chồng ca nương Tiểu Anh từng gây xôn xao khi quỳ gối dưới mưa tặng vợ xe hơi tiền tỷ. Hiện giờ, ca nương Tiểu Anh đã gia nhập vào hội bỉm sữa. Nhưng sau sinh không lâu, cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ngay sau khi sinh, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Nữ ca sĩ tự tin khoe vòng eo thon gọn trong những bộ bikini nóng bỏng. Nhìn vào những hình ảnh mà Tiểu Anh chia sẻ trên trang cá nhân, cuộc sống của cô dường như gắn liền những món đồ hiệu, những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng tại resort xa xỉ. Và may mắn nhất, Tiểu Anh có mối quan hệ rất thân thiết, gần gũi với mẹ chồng. Cả hai thường xuyên tương tác trên MSN. Mới đây, khi cô hiệu phó trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh gây bất ngờ khi mang thai ở tuổi 47, Tiểu Anh cũng lên tiếng, khẳng định luôn ở bên và ủng hộ mẹ chồng về mọi mặt, dù không còn trẻ nhưng xưa nay sức khỏe của mẹ em cũng khá tốt, thành ra cho đến thời điểm này mọi chuyện cũng đang diễn ra suôn sẻ lắm. Gia đình em trước giờ các thành viên rất gắn bó và luôn luôn ủng hộ hỗ trợ nhau, nên thời điểm này chỉ càng làm cho mối quan hệ của mọi người tốt lên. Vì bọn em rất yêu thương và có thói quen chăm sóc mẹ từ xưa. Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi vì mẹ em đã có những đứa con trưởng thành và sát cánh với mẹ mọi mặt. Hai mẹ con thường xuyên tương tác với nhau trên MSN. Mối quan hệ của Tiểu Anh với mẹ và em chồng rất tốt. Chính vì thế,
không quá khi nói ca nương tiểu anh có cuộc sống như bà Hoàng khi kết hôn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.